Các em lưu ý như vậy, có một cái nữa như vậy, trong quá trình mà các em đánh văn bản á thì các em lên hiển thị cây thước. Các em lưu ý nha, thì khi mà hiển thị cây thước thì các em nhìn trên cây thước nè, mình đang đơn vị đo là cm thì ở đây các em thấy đây nè. Đó, bên trái nè, còn phía trên bên trên nè. Hoặc là phía dưới nè, các em thấy ở đây nó cách là khoảng 2 cm không? Đó. Bên đây cũng vậy nè, các em thấy cách khoảng 2 cm nè. 1 cm là 2 cm nè. Đó, thì các em chú ý theo cái thước này, hoặc là như vậy. Các em ghi chú với thầy, hoặc là người ta có thể hiển thị cái đường mà gợi ý. Thì muốn hiển thị cái đường gợi ý cho văn bản để chúng ta dễ nhìn á, thì người ta sẽ lại vào file. Các em ghi cho thầy luôn nha. Option. Hay là gọi là hiển thị đường gợi ý hoặc là đường pin đó nha các em. File option. Thì ở trong đây nó có cái phần expand, thì các em sẽ tìm cái mục là show document. Các em thấy ở đây nó có từ là show test boundary, nghĩa là đường biên hay là đường gợi ý văn bản. Thì cái này tùy, nếu mà chúng ta muốn bỏ thì nó bỏ này đi. Các em nhìn nha, bây giờ thầy các em nhớ là chụp chỗ này cho thầy nha, hay là thầy chụp để các em ghi cho thầy. Các em nhìn nè, khi ta bấm OK nè, em thấy nó có cái đường gợi ý cho mình nè. Ví dụ như là khi mà văn bản mình càng nhiều nó sẽ gợi ý cho chúng ta. Thì khi mà nó gợi ý như vậy á thì mình nhìn hơi khó chịu, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta biết cái văn bản chúng ta á, nó nằm trong trong đây nè. Ở đây là đúng theo khổ A4 nè, đúng theo cái khổ giấy mình đã quy định nè. Nghĩa là bên trái bên phải nè. Đó, ví dụ như là khi mà mình qua trang mới nè. Em coi em bây giờ thầy qua trang mới nè, thì các em thấy nó biết đây là cái button đó, cái là phía dưới của trang nè, bên đây là bên phải của trang nè, bên đây là bên trái của trang nè, bên đây là top nè, bên trên nè. Đó, thì nhưng mà có nhiều bạn lại không thích cái này nhưng mà khi mà các em đánh văn bản mà các em muốn chỉnh một cách chính xác đó các em thì người ta hay hiển thị cái đường biên này. Nếu mà chúng ta muốn bỏ thì chúng ta lại vào file option, chúng ta vào cái mục expand tiếp, thì chúng ta tìm sâu document này này, ta bỏ đi thế nha. Đó, thì thầy thấy là một số người đi làm công ty á, người ta muốn chỉnh cho nó chuẩn, cho nó thẳng á, thì người ta hay hiển thị cái đường biên này nha. Nhớ đây là những thủ thuật này thầy thấy là hầu như không có giáo viên nào dạy hết á, chỉ các em đánh văn bản thôi. Các em chú ý cho thầy cái đó. Rồi, vậy là thêm một cái thủ thuật nữa là hiện đường biên nha các em. Rồi, bây giờ thôi thầy vẫn quay luôn, chúng ta đi vào đề số 1. Rồi, bây giờ thầy sẽ gợi ý đề số 1. Thì ở đây đây là một cái bài giống như nếu mà bạn nào có học thầy rồi á, thì thầy cũng cho các em luyện cái đề này rồi. Đây là một cái bài mà các em chỉ làm phần guộc thôi nha các em. Thì bây giờ mình luyện đề là giống như là một cái bài, là nó có nhiều phần thì luyện đề hết luôn. Thì ở đây chúng ta có nhiều cách làm. Đó, có người á thì người ta chèn một cái khung ở bên đây là các em. Bên đây là một cái khung, cái xong chèn thêm cái khung ở ngoài. Thì các em có thể làm theo cách như vậy. Các em có thể vào trong insert, thầy gợi ý nha các em, insert. Các em vào table là chèn bảng nè. Em sẽ chèn thầy một cái nó gồm hai cột thôi. Đó, thì các em cứ để đường viền nó, các em đừng có làm mất đường viền. Đó, các em đưa con chọn ở đây. Em kéo này. Rồi. Bây giờ các em sẽ đánh nguyên cái chữ này vào. Nghĩa là các em đánh mới đầu, các em đánh chữ này vào. Mới đầu thì cái việc phông chữ thì tính sau nha. Ví dụ như vậy. Các em nhớ là tí các em đừng có copy như vậy, tại vì thầy đang gợi ý cho các em thôi. Rồi, tiếp theo là cái chữ mà tuyển nhân viên. Cái chữ này nó là đồ họa, nó không cho mình copy. Rồi, giả sử cái chữ là tuyển nhân viên. Và thầy copy cái chữ này xuống thầy làm ví dụ. Thầy phóng lớn này lên. Các em lưu ý như vậy, trong quá trình mà các em đánh văn bản á, mà nó bị gia chữ kiểu như vậy nè, không phải mình đánh sai đâu, mà do là mặc định.
Em lưu ý mặc định ở đây nó đang là phông này, nên là các em phải chọn, các em chỉnh cái phông là Times New Roman. Rồi bên đây thì chúng ta có thể canh bên phải nè, hai cái này chúng ta có thể canh ở giữa nè, cái này là canh bên phải nè, đó, cái này chúng ta có thể canh ở giữa nè. Rồi chúng ta muốn nó xuống dòng chúng ta enter cũng được. À, đó, chúng ta muốn hiệu ứng chữ chúng ta coi nha, thì chúng ta chỉnh hiệu ứng chữ ở đây nha các em. À, lưu ý ở đây cái máy của thầy nó là Office 2013, nó khác với Office 2010. Cái bài thi chúng ta đang là 2010 á, nên là thôi các em cứ chọn mẫu nào cũng được nha, các em chọn mẫu nào cũng được. Rồi sau đó các em phóng lớn chữ lên ở đây nè các em. Các em nhớ là cái việc mà chèn cái bảng này các em làm được không? Nghĩa là mình vào insert nhé, chèn một hàng hai cột. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vẽ một cái khung như vậy nè các em. Đó, chúng ta vẽ một cái khung như vậy. Đó. Rồi chúng ta muốn, nếu mà chúng ta muốn đánh chữ vào thì lưu ý là chúng ta nhấn chuột phải F test những cái đánh cái logo ha. Rồi thật ra là màu nền nào cũng được hết á. Rồi sau khi mà các em làm xong cái này á, các em coi để ý cho thầy là thầy làm mất cái đường viền này đi bằng cách thầy bấm vô cái này nè các em. Đó, bấm vào đây nè, ở đây nó sẽ có cái no border nè, thấy chưa, các em thấy mất đường viền không? Thì mình chèn bảng như vậy để làm gì các em? Để mình dễ canh chỉnh thôi ha. Nên là mình dễ canh chỉnh văn bản. Thường thường các em ghi chú của thầy, nếu mà người ta muốn canh chỉnh văn bản một cách tùy ý, một cách dễ, là người ta hay dùng bảng, sau đó người ta làm mất đường viền đi. Thì khi mà in giấy thì người ta thấy là mình canh mới là đẹp, nhưng mà thật sự mình có dùng bảng thì mình canh mới đẹp được như vậy. Rồi sau đó mình muốn có cái khung, các em để ý như vậy, có cái khung chúng ta vào đây nè. Đó, chúng ta vào cái chỗ này nè các em. Đó, chúng ta vẽ một cái khung. Thì khi mà các em vẽ một cái khung thì nó bị đè lên như vậy, thì các em có thể là chọn là ví dụ như là no fill nè, thấy chưa, no fill. Rồi ở đây các em có thể chọn cái đường này dạng như vậy. Đó, rồi cái này các em muốn xuống dưới các em double click xuống đây. Đó, đó, vậy là đó là cái việc mà thiết kế xong cái tiêu đề ha. Và mỗi lần các em làm xong một thao tác thì các em sẽ bấm lưu ở đây. Rồi bây giờ các em làm trước cho thầy cái, hay là thầy hướng dẫn một lúc ha. Thôi à, tại vì nó hướng dẫn lúc thì nó nhiều lắm. Rồi bây giờ các em sẽ làm thầy khúc đó nha. Thầy bấm dừng ghi nè.